Xin chào nhà mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Đến với clip buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Và mã số 1 đầu tiên là giới thiệu với cả nhà mình một những sản phẩm cực kỳ đẹp nha. Chống đồng giác vàng nha. Cái này là giác vàng chứ không phải là mạ nha cả nhà mình ha. Giác vàng nha, cực kỳ đẹp. Đó, đây cả nhà mình xem nha. Chống đồng rất là to, cái này rất là to nha. Cái này tổng trọng lượng là khoảng 8,2 kg. Chiều cao của cái chống đồng này, chiều cao đo lên tới mặt chống là tầm có khoảng là 29 cm. Rồi lọt lòng mặt chống, lọt lòng của mặt chống đồng này khoảng là 30-31. Và đường kính rất là to nha anh em ha. Đường kính bụng của cái chống đầu này khoảng là 104. Được giác vàng, đây được xem là một những sản phẩm cực kỳ đẹp nha các anh em ha. Chống đồng giác vàng nha, cái này là giác vàng lên ha. Giá trị sưu tầm rất là cao nha. Rồi đây, đây là mặt chống đây các anh em xem ha. Để gần cho mặt chống cho mình xem đây. Đó, được giác vàng lên nha. Rồi, lòng trong là em chưa vệ sinh gì lại hết ha. Chỉ có giác vàng phía ngoài thôi. Còn ở trong là giữ nguyên phiên bản. Đó. Chống đồng giác vàng. Chỉ giác phía bên ngoài thôi, còn ở trong thì vẫn giữ nguyên cái màu tan xanh cũ của nó ha. Thì về chiều cao, về cái đường kính của cái trống là tầm khoảng 35 đó cả nhà ha, rất là to nha, to khủng ha. Trống đồng giác vàng, cái này về mình làm cái lồng kính mình bỏ vô mình để lên ha thì cực kỳ đẹp nha. Và cái này mã số 1 đầu tiên trong video hôm nay. Bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cái chống đồng giác vàng như thế này là 10 triệu đồng. Giác vàng ha, bao luôn phí ship toàn quốc cho mình nha, chống đồng giác vàng. Một lần nữa mai chim ngưỡng mặt chống nha. Đó, đây là mã số 1 trong video hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 của ngày hôm nay thì bên em giới thiệu với cả nhà mình có về được một cặp chân nến cong cực kỳ đẹp. Đây. Mình cùng xem ha. Một cặp chân nến cong nha. Về trọng lượng của cặp chân nến cong này có khoảng là 4 kg. Đó, đây cái này mình xem. Hai chú chim cong tạo thành một cặp chân nến. Rất đẹp ha. Và tác phẩm này về chiều cao cặp chân nến cong này rơi vào khoảng là 30-31. Bề ngang đường kính dưới là khoảng 15, chất liệu bằng đồng. Và mã số 2 của ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu cả nhà mình một cặp chân nến như thế này là 2,5 triệu. 2,5 triệu bao phí ship toàn quốc cho mình ha. Đây là mã số 2 có trong video hôm nay. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 ngày hôm nay là một cặp bình đồng. Đó. Đây là một cặp bình đồng có tổng trọng lượng là khoảng 6 kg. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 30-32. Đường kính miệng là 14 cm, chất liệu bằng đồng. Đây là một cặp bình đồng. Đây cái này em xem ha, một cặp bình đồng nha. Rất là dày dặn, rất là nặng, tổng trọng lượng tới 6 kg. Rồi đây lòng trong đi cho cái này em xem ha. Và đế. Đế là có 105-1945 ha. Bằng đồng. Đã được chùi vệ sinh, chùi sáng bóng lại rồi. Thì cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình. Ở mã số 3. Cặp này thì có giá giao lưu với mình là 2,8 triệu, bao phí ship toàn quốc, mã số 3. Rồi, tiếp theo mã số 4. Mã số 4 trong video hôm nay thì bên em còn được một con gà. Đó. Một con gà chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà mình cùng xem ha, một chú gà nha, chú gà chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 4,8 kg. Rồi, chiều cao của chú gà này 31 cm. Bề ngang là tầm có khoảng là 23. Chất liệu bằng đồng. Còn chú gà như thế này. Đó. Gà như ý nha. Với giá giao lưu cả nhà mình là 2,4 triệu. 2,4 triệu cho chú gà mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 của ngày hôm nay là một tác phẩm gia đình nai. Đó, bao gồm là có ba chú nai nha, gia đình nai. Chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là 4,8 kg. Chiều dài tổng thể là có khoảng là 36. Chiều cao 28 cm, chất liệu bằng đồng. Và một tác phẩm gia đình này của ngày hôm nay. Đây cả nhà mình xem ha. Có giá giao lưu cả nhà mình là 2,8 triệu. 2,8 triệu cho gia đình này.
ở mã số 5 có trong video hôm nay. Đây là mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6. Số 6 là giới thiệu với cả nhà mình ở 12 vị tông đồn trong bữa tiệc ly nha. Tổng trọng lượng là khoảng 3 kg. Đế là đế gỗ 12 vị tông đồ bằng đồng. Chiều dài của đế gỗ là có khoảng là 36. Chiều dài của đế đồng là có khoảng là 31. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 16 cm. Chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 6 có trong video hôm nay ở 12 vị tông đồ trong bữa tiệc ly nha. Chất liệu bằng đồng. Đế là đế gỗ. Và tác phẩm này bên đạo Công giáo ha, mà có giá giao lưu cả nhà mình một tác phẩm như thế này, có giá giao lưu cả nhà mình là 2.600.000 cho mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình tượng Phật Di Đà, chất liệu bằng đồng. Phật Di Đà tổng trọng lượng là 5 kg. Chiều cao của tượng Di Đà là rơi vào khoảng 32. Bề ngang là có khoảng là 17, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu cả nhà mình tượng Phật Di Đà ngày hôm nay, đây là tượng Phật Di Đà, có giá giao lưu với mình là một là 2.200.000 cho tượng Phật Di Đà. Không, tượng này là, xin lỗi cả nhà mình ha, tượng này là 2.400.000 nha, 2.400.000 ha cho tượng Phật Di Đà của ngày hôm nay. Chất liệu bằng đồng, người đang ngồi trên đài sen rất là đẹp. Đây là mã số 7 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha, mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là, đây là một trong những tác phẩm phong thủy nha, rùa cổng nhân sâm như ý, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 8, tổng trọng lượng là khoảng 4 kg 2. Chiều dài nhân sâm như ý là khoảng là 25. Rồi chiều cao là 24 cm, chất liệu bằng đồng. Và một con rùa cổng nhân sâm như ý của ngày hôm nay có tổng trọng lượng là 4 kg 2. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế này, đó là 1.800.000, mã số 8. Mã số 8, đế có chuyện luôn ha. Rồi tới mã số 9. Mã số 9 của ngày hôm nay thì bên em còn được một tượng quan công. Quan công hổ sao là lá cờ. Đây là mã số 9. Đó. Tượng này tượng nhỏ thôi, tổng trọng lượng khoảng 1.2 kg. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 21. Bề ngang của tượng là tầm khoảng là 14 cm, chất liệu bằng đồng. Quan công, một trong những vị tướng nha, nổi tiếng thời Tam Quốc nha. Đây là mã số 9 có trong video hôm nay. Và tác phẩm này có giá giao lưu với mình là 1.100.000 cho mã số 9. Rồi, tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là một cặp trâu. Đó, một cặp trâu. Cặp trâu trâu tiền. Có hình ảnh chạm nai dơi nè, cả nhà mình xem ha. Ở đây là nai nè, dơi, xung quanh là tiền ha. Đó. Đây là mã số 10, có tổng trọng lượng là 1.8 kg. Chiều dài tổng thể là 19 cm và chiều cao là 8 cm, chất liệu bằng đồng. Đó. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp châu tiền như thế này, có giá giao lưu cả nhà 1.200.000 cho cặp châu tiền mã số 10 trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 là một cặp nhạo rượu bát tiên. Đó. Đây bao gồm 2 cái nhạo rượu bát tiên, mã số 11. Có chiều cao tổng thể là có khoảng là 17. Bề ngang là 10 cm. Chất liệu bằng đồng. Thì một cặp nhạo rượu bát tiên như thế này, có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp nhạo rượu bát tiên như thế này là 1.200.000. Đó. Bao gồm một cặp. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ ha. Đây là mã số 11. Có trong video hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 là tam mã. Ở đây là một bộ tượng tam mã, chất liệu bằng đồng. Gồm 3 con ngựa ha, đang phi nước đại về trước, tổng trọng lượng là khoảng 2 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 19 cm. Chiều dài tổng thể là 16, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 12 trong video hôm nay. Và mã số 12 thì có giá giao lưu cả nhà mình là 1.400.000 nha, 1.400.000 cho tác phẩm tam mã. Đây là mã số 12. Đây cả nhà mình xem ha. Tam mã. Là mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 là một cụ. Đó, một cụ cốc cổng vàng. Cụ cốc chất liệu bằng đồng, mã số 13. Thì tổng trọng lượng là khoảng 4.8 kg. Chiều cao tổng thể 20. Và chiều dài tổng thể là có khoảng 10 23.
chất liệu bằng đồng và cụ cốc cổng vàng như thế này. Bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.900.000 cho mã số 13 có trong video hôm nay. Đây là mã số 10, 13 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ nha, để có chuyện luôn. Rồi tiếp theo mã số 14 hôm nay là còn được, cũng còn được một cặp châu tiên đồng ngọc nữ nha. Hôm trước có cặp châu luôn rồi, hôm nay còn cặp giới thiệu cùng cả nhà mình luôn ha. Bao gồm hai con như thế này, một bên tiên đồng, một bên ngọc nữ. Tổng trọng lượng là 3,4 kg, chiều dài tổng thể là 23. Rồi chiều cao tổng thể là 20 cm, chất liệu bằng đồng. Và một cặp châu như thế này. Bên em có giá giao luôn với cả nhà mình, một cặp châu tiên đồng ngọc nữ, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 14. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 2 triệu đồng cho mã số 14 có trong video hôm nay. Mã số 14 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 thì còn được một cái gạt tàn của Trung tâm huấn luyện thi quân lục chiến Huế Đà Nẵng 1968, một cái gạt tàn rất là to. Tổng trọng lượng là 2,8 kg. Đường kính là 17 cm. Chiều sâu là 5. Chất liệu bằng đồng. Đó, đây cái nắp đây. Em xem ha, một cái nắp ha, Trung tâm huấn luyện thi quân lục chiến Huế Đà Nẵng nha. Số 8 đây, mặt số 15. Rồi đế US 1968. Và cái này có giá giao lưu với cả nhà mình, một cái mã số 15 của ngày hôm nay có giá giao lưu với cả nhà mình 1,5 triệu cho mã số 15 có trong video hôm nay. Và mã số 16 là mã số cuối cùng trong video hôm nay thì bên em còn được một cặp chân nến nha. Đó, một cặp chân nến 5 ngọn, chất liệu bằng đồng, bao gồm hai cây như thế này. Cặp chân nến ha, chân nến chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Thì về trọng lượng là 4,3 kg, chiều cao tổng thể là 38, bề ngang là 17 cm, 5 ngọn nến ha, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ chân nến 5 ngọn như thế này là 2,4 triệu. Đây cũng là mã số cuối cùng mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo của những sản phẩm đẹp độc lạ bên đồ cổ Cần Thơ em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.